Tức là khi con này nó có điện Thì con này nó cũng có điện Đó thì Thời điểm này sẽ là ba con có điện các bạn ạ Đây hai con này và con này Đó Xin chào tất cả các bạn nhé Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn Về một cái mạch Mà nó rất hay sử dụng Trong công nghiệp Trong các cái tòa nhà và trong điều khiển động cơ, nó rất là nhiều, sử dụng rất nhiều trong công nghiệp, đó chính là cái mạch mà <laughs> điều khiển cái động cơ à, cỡ khoảng trên 5kW ấy. thì người ta sẽ hay sử dụng cái mạch đổi nối sao tam giác, thì đây là một cái mạch cơ bản như vậy, và à, cái mạch này thì à, nó à, bao gồm có thứ nhất là động cơ đây nhé các bạn nhé, các bạn. Đây là động cơ 3 pha. Như con này thì nó rơi vào khoảng độ à, uh, 6,3 kW. Đây, 6,3 kW. 6,3 kW. Thì nó đã sử dụng mạch đổ nối sau tam giác rồi. Đây là con Overload. Đó, kết hợp với cả MCB. Đây là con công tác tơ chạy chính là con main công tơ và đây là con công tơ chạy uh, delta tức là chạy tam giác còn đây là công tơ chạy sao các bạn ạ à. đó thì nó gồm ba con công tơ như vậy thế thì khi mà đổi nối sao tam giác có nghĩa là gì đầu tiên thì chúng ta phải hiểu là cái con động cơ này nó có 6 đầu ra đây ba đầu đây ba đầu z. thì để mà đổi nối, để mà nối sao thì nó chỉ cần túm ba cái đầu này lại, tức là túm ba cái đầu này lại bằng con công tắc này. Cộng với cấp nguồn vào bằng con công tơ này, công motor main này. Thế còn khi chuyển sang chạy tam giác thì nó sẽ nối sáu cái đầu này lại với nhau. Nhưng mà nối theo thứ tự là đầu cuộn nọ với đít cuộn kia các bạn nhé Đấy, nối đầu cuộn này và đít cuộn này, đấy. Đầu cuộn này và đít cuộn này. Thì nó nối như vậy là đổi nối sao tam giác. Và một cái chú ý của đồ nối sao tam giác đó chính là cái chế độ hoạt động của cái động cơ này Đối với điện lưới ở Việt Nam Thì thông thường Chế độ hoạt động bình thường Ở chế độ tam giác Là 400V Đấy là điện 3 pha ở Việt Nam các bạn ạ Và sao Phải là 690V Đấy các bạn hết sức chú ý cái chỗ này Thì hoạt động được ở chế độ điện lưới ở Việt Nam Tức là bình thường Thì đấy là cái thứ nhất là về cái mạch động lực và cái cách mà đổi nối cũng như là cái tham số trên động cơ để đổi nối sau tam giác thế còn cái thứ hai đó là đến các cái mạch điều khiển thì cái mạch điều khiển thì con này này nó chính là cái con bên này các bạn đấy và cái thứ hai con này nó chính là cái cái cuộn dây của con này đó và cái thứ ba là con này nó sẽ là của cái con ở giữa này các bạn nhé đấy tức là đây là cuộn dây còn đây là tiếp điểm động lực thì nguyên lý hoạt động của cái mạch này như thế này thì đầu tiên thì đây là cái overload nhé cái này nó chỉ là báo thôi khi overload nó sẽ ngắt bên này và nó sẽ nhảy sang bên này thì đây là cái overload này tiếp điểm của overload nhé bảo vệ quá dòng còn đây là cái nút nhấn này tắt đây là nút nhấn chạy đó thì đơn giản là như vậy thôi cái tự động này mình sẽ không bàn đến nhé vì cái phần tự động này <laughs> mình bỏ qua đi để cho dễ hiểu thì mình sẽ chuyển cái này sang đây thôi nối ở đây thôi để đổi nối bằng tay trước đó thì cái mạch này Đấy nó có các công tắc tơ như vậy Và đây nó có một con Zener Thì con này chỉ là phụ thôi Và đây là một con Tham Mơ T431 này Tham Mơ Cái mạch nó hoạt động như thế này Thì đầu tiên nhá Nguồn nó sẽ được cấp từ đây Đó. Cấp qua cái overload này Nguồn này nguồn một pha nhá Cấp qua cái overload này Nó đi vào đây ạ Đi đây xuống đây xuống đây mũi tên đây Đó thì nó xuống đến đây rồi nó chờ ở đây rồi đây có điện cái này ngắt cái này ngắt thì toàn bộ cái phía sau này nó không có điện các bạn nhé toàn bộ cái phía sau này nó không có điện và khi mà chúng ta nhấn cái nút e này thì điện nó được đi qua đây cấp vào cho con công tơ này là con công tơ chạy chính và con này ngay lập tức nó sẽ đóng lại và một nhánh khác đi qua con này cấp cho con tham mưa này tức là khi con này nó có điện thì con này nó cũng có điện đó thì thời điểm này sẽ là ba con có điện các bạn ạ đây hai con này và con này đó thì bởi vì nó đi vào đây các bạn thấy không? Đi, đi vào đây đi vào đây đi vào đây đi vào đây lúc này là động cơ bắt đầu khởi động ở chế độ sao và con này có điện thì con này nó có điện thì nó bắt đầu là đếm thời gian là ví dụ như là 30 giây chẳng hạn tùy chúng ta đặt 30 giây chẳng hạn thì sau 30 giây thì cái con T này chính là cái con tiếp điểm của nó con T này chính là con tiếp điểm của con dơ la thời gian này nó sẽ chuyển từ bên nó sẽ chuyển từ cái bên công tơ y này sang bên công tơ tư delta này đấy delta này cấp điện cho con delta này và ngắt điện của con này thì lúc này cái động cơ nó đã chuyển sang chế độ chạy tam giác đó chạy tam giác rồi <laughs> đấy thế thì khi nó cấp sang đây thì cái con này này nó lại chính là của cái con này vì khi nó chuyển sang con này một cái thì nó cũng ngắt đồng thời con này nó có điện con này có điện đồng thời nó sẽ chuyển sang bên này, thì nó sẽ ngắt điện ở con này, ngắt điện con này đi, thì lúc này cái mạch này nó vẫn có điện là bởi vì nó có cái tiếp điểm của chính nó, nên ta này nó đá sang đây, thì nó sẽ nuôi cho con này, đó, thì khi nó nuôi cho con này thì lúc này chế độ hoạt động chỉ còn lại con này và con này thôi, thì nó sẽ cấp điện cho hai con này chỉ còn con này con này đó chính là chế độ chạy mà uh, tam giác. đó khi mà uh, muốn dừng lại muốn dừng hai con này lại thì chúng ta sẽ nhấn vào cái nút này thì nó sẽ tách cái này ra, Thế là cái tiếp điểm ở chỗ này nó sẽ ngắt ra và lúc này thì toàn bộ phía sau này mất điện hết thì nó lại trở lại cái trạng thái ban đầu là khi chưa có điện. đó Thế còn hai cái con này ở đây làm gì? Con này chính là của con này. Con này chính là của đây, con y này của con này nhé các bạn nhé. Còn con này con này. Thì nó để là khóa chéo, có nghĩa là khi con này có điện các bạn nhé. Thì cái này nó nhả ra, con này không thể đóng được. Đấy, dù là có đóng cái này con này cũng không đóng được. Và con này cũng tương tự. Tức là khi con này nó ngắt điện cái này nó đóng lại thì thằng này mới có điện được mà khi thằng này đã có điện thì thằng này nó sẽ ngắt ra đó thì đấy là hai con tiếp điểm này nó gọi là tiếp điểm khóa chéo của chính hai con motor này và cái này bắt buộc phải có các bạn nhé còn cái này cái con này thì nó chỉ là cái con mà phụ thôi để nó lấy tín hiệu thôi lấy tín hiệu để đưa về các cái hệ thống khác thôi cái BMS hoặc là uh, đưa về các hệ thống để mà giám sát thôi nó cũng không có tác dụng ở trong cái mạch gọi là chạy đấy con này x4 như thế này con này bỏ cũng được không sao cả đấy thì cái mạch đổi nối sau tam giác thì thông thường nó bao gồm ba con có tư đấy ba con con có tư và một con dây e thời gian và cái cách thức hoạt động của nó là như vậy đấu nối là như vậy còn cái phần tự động này thì nó cũng giống như phần nhân công thôi như chẳng qua là nó thay cái cụm nút nhấn này Thay cái cụ nút nhấn này Vì khi nó nối sang đây Thì nó thay toàn bộ cái cụm Nút nhấn mà Đấy này Bằng cái tiếp điểm này Bằng một cái tiếp điểm để có thể điều khiển được từ xa vào cái tiếp điểm này Thì nó sẽ nối nguồn cho Các cái thiết bị đằng sau này Còn cái Overload này thì Như này thì Khi mà Cái động cơ nó quá tải Thì nó sẽ chuyển từ cái cái uh, tiếp điểm của nó từ bên thường đóng này Nó chuyển sang bên này Chuyển sang bên thường mở này Và bên này nó hở ra Hở ra thì Lúc này Khi nó chuyển sang đây thì nó sẽ báo về đây gọi là báo quá tải Đấy là Overload nó nhảy thì nó cũng ngắt toàn bộ cái phần nguồn phía sau này Đấy nó ngắt toàn bộ cái phần nguồn phía sau này Thì nó sẽ không cho phép cấp điện đến Thằng tơ Thì lúc này động cơ sẽ không làm việc khi mà có quá tải xảy ra Đó Thì Cái mạch đổi nối sao tam giác Nó rất đơn giản Nhưng lại rất phổ biến Đấy thì các bạn nắm bắt được Kỹ Về cái mạch này Thì khi mà Nó có xảy ra sự cố ở đâu Thì chúng ta có thể xử lý được Đấy Nói đơn giản là nhảy overload thôi Thì chúng ta cũng xử lý được Hay là Hỏng một con công tơ nào đó Thì nó sẽ mất cái chức năng của nó Thì chúng ta sẽ Xử lý được ngay đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.